Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn, rất vui đã gặp lại quý vị trên kênh Sài Gòn TV 123 với một video của ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 5 2024. Hôm nay ngày Chủ nhật, các Cường tiếp tục quay trở lại với cái công viên bờ sông Sài Gòn của ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng Cường đi dạo một vòng ở công viên bờ sông Sài Gòn của Kim này nhé. Đây quý vị có thể thấy mỗi một tuần khi đến đây á, thì Cường thấy ở cánh đồng hoa hướng dương á, thì tất cả những lúa cây hướng dương á, phát triển và mạnh mẽ xanh tươi hơn. Đây quý vị có thể thấy ha, ở cánh đồng hoa hướng dương á, tất cả Cường thấy là trong tất cả luống á, thì công trình đã trồng những loại hoa hướng dương loại lùn á, loại thấp, còn có vài chỗ á, thì cũng trồng những loại hoa hướng dương cao để xuống Cường quay cho quý vị xem. Đây ở những cánh đồng hoa hướng dương thì có vài chỗ thì đã trồng những cây hướng dương cao quý vị. Đây có trên chầu ấy, có mọc những cái búp sắp nở hoa đó.
đây cây hướng dương cao này đã mọc hoa rồi nè, rất rất là đẹp đây vì thấy ha, xinh tươi và rất là đẹp. Loại này loại cao đấy chị, còn ở tất cả những cánh đồng trồng á, thì những loại hoa hướng dương lùng. Vài bữa nữa là tất cả cái dương này cũng rất là phát triển và cao lên. Đây có vài chỗ thì đã mọc những cái búp và sắp mọc hoa rồi. Xin mời quý vị và các bạn cùng Cường tiếp tục mình đi dạo một vòng ở phía cánh đồng hoang dương để mình xem và tham quan ở phía cánh đồng hoang dương này, sau đó mình đi xuống dưới cầu tình yêu để mình xuống dưới mình ngắm nhìn và xem ở phía bên miệt đó chơi. Mấy ngày hôm nay thì ở Sài Gòn thì có vài cơn mưa đổ xuống, thành thử ra không khí làm mát mẻ hơn, không có nóng nực như đợt trước. Đây tất cả cây hướng dương thấy xanh tươi và phát triển hơn quý vị ha. Đây màu xanh tươi mơn mởn luôn á.
khi đến với cầu cậy cầu tình yêu bây giờ thì Cường thích đứng ở đây để ngắm nhìn, bởi vì nó tĩnh lặng và rất là đẹp, phong cảnh rất là đẹp. Về tối thì công viên ở cái khu vực này thì mọi người cũng đổ về đây để chụp hình và check in ở cái khu vực rất là đẹp tại đây, và mọi người cũng ngồi ở bãi cỏ này để ngồi chơi và mình ngắm nhìn ăn uống gì nọ ở cái khu vực này. Yeah.
Bây giờ Cường xin phép tạm dừng và khép lại video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn luôn theo dõi và đồng hành trên kênh Sườn TV123 của Cường. Đêm Chủ nhật mến chúc quý vị và các bạn sức khỏe và bình an và hạnh phúc bên gia đình yêu. Thân ái xin chào và hẹn gặp lại.